thông tin mà vừa rồi mà doanh nghiệp chứng khoán, tức là nhà quản lý các sàn chứng khoán Việt Nam họ đưa ra, đó là trong số những người được coi là giàu nhất Việt Nam, trong số đó thì có 3 tỷ phú về đô la, thì cả ba người đều là trong cái lĩnh vực bất động sản cả. Trong đó thì là có ông Phạm Nhật Vượng này, rồi ông Trịnh Văn Quyết và ông Bùi Thành Nhơn. Cả ba ông thì đều rất là thành công trong lĩnh vực bất động sản. Thì một cái con số nữa mà giới chức trách đưa ra rất là đáng chú ý, đó là 50%, khoảng khoảng 1/2 những người giàu nhất ra sàn chứng khoán Việt Nam là đều kinh doanh trong lĩnh vực này, đồng thời là khoảng 80% cái số tài sản mà lưu thông của họ ở trên sàn chứng khoán đó thì là thuộc về lĩnh vực bất động sản. Không hiểu cái con số đưa ra như vậy thì có làm cho ông ngạc nhiên không ạ? Ông Nga muốn hỏi tiến sĩ Quang ạ. Tôi không ngạc nhiên về cái những thông tin như vậy. Và nếu mà ở Việt Nam mà càng có nhiều người giàu thì rất là đáng mừng, không có cái gì phải phải ngại cả. Dư luận có ồn ào là về cái chuyện, có thể là về cái chuyện bất công, có thể là về cái chuyện làm giàu quá nhanh, nhưng mà càng nhanh càng tốt chứ sao. Vâng dạ Có thể gì là người ta e ngại về cái sự bất công. Tôi nghĩ rằng đấy là một cái tàn dư của một cái thời mà người ta vinh danh cái khẩu hiệu rằng không sợ thiếu, chỉ sợ không công bằng. Tôi thì bảo là nghĩ chỉ sợ thiếu thôi, còn bản thân cuộc sống nó là không công bằng. Bây giờ chúng ta cố gắng làm sao để cho nó bớt cái bất công bằng đấy đi mà thôi. Còn những cái chuyện khác thì có thể là mình tính sau, nhưng mà tôi thì tôi thấy là nếu mà được càng nhiều tỷ phú ở Việt Nam càng tốt. Tôi chỉ mong là các cái tỷ phú đấy làm ăn một cách rất là đường hoàng, và nghĩ đến cái trách nhiệm xã hội của mình, chứ còn tôi không 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 thấy có gì đáng quá lo ngại về số các cái tỷ phú ấy, và tôi mừng cho họ. Vâng ạ, không, thực ra thì Hồng Nga không nghĩ rằng là dư luận ở trong Việt Nam, xã hội Việt Nam lo ngại về con số tỷ phú, vì thực ra là con số tỷ phú tiền đô la ở Việt Nam mới có 3 người thôi và cũng không phải là con số lớn gì, nhất là cái tài sản của họ so với cả thế giới thì nó cũng không phải là lớn lao gì cho lắm. Thế nhưng mà đúng là có những người cảm thấy là đang có một cái sự bất công bằng, và như là chúng ta vẫn mặc định từ xưa đến nay cái câu mà ông Quang Nga vừa nhắc tới là không sợ thiếu mà chỉ sợ không công bằng của ông Hồ Chí Minh đó, thì người ta cũng nghĩ rằng là làm sao mà trong cái quá trình mà càng nhiều tỷ phú càng nhanh càng tốt thì vẫn phải đảm bảo được một cái sự công bằng xã hội nhất định nào đó, bởi vì đó là cái mặc định cho cái xã hội từ từ khi mà Đảng Cộng sản Việt Nam lên cầm quyền họ đặt ra một cái mục tiêu như vậy, phải không ạ? Thế không hiểu là ông Trần Quốc Quân nghĩ thế nào về cái con đường đi lên đạt được cái khối tài sản khổng lồ như thế của các tỷ phú bất động sản Việt Nam ạ? Tôi thì nghĩ thế này, như lúc nãy là tôi nói cái mơ ước của tôi năm 1994 định về Việt Nam đó, thì cái cơ chế của Việt Nam ấy là tạo cái điều kiện để cho các cái doanh nghiệp phát triển trong lĩnh vực bất động sản tăng trưởng rất là nhanh. Đấy. Thì trong đó có những cái về vấn đề cơ chế, thí dụ như là chúng ta chưa có một cái sự rõ ràng giữa quyền sở hữu bất động sản và quyền sử dụng bất động sản. Chúng ta chỉ nói đến cái quyền sử dụng bất động sản thôi, còn cái quyền sở hữu là chưa được thừa nhận. Chính những cái sự không rõ ràng đó nó tạo ra những cái điều kiện để mà tạo nên cái chênh lệch đất rất là ghê gớm giữa cái giá đền bù cho người nông dân và cái giá thị trường. Cái điều thứ hai là cái không minh bạch và công khai trong vấn đề đấu giá bất động sản cũng tạo nên một cái chênh lệch rất là lớn giữa cái giá thị trường và cái giá đấu thầu. Thì những cái điều kiện như thế là tạo cho cái doanh nghiệp bất động sản ở Việt Nam những cái thuận lợi.
để mà tăng trưởng rất là ghê gớm. Thực ra mà nói cái bài toán này tôi nghĩ rằng là rất nhiều doanh nghiệp, rất nhiều người nghĩ được cái công thức đó nhưng mà còn thực hiện được như thế nào, quan hệ được với quan chức chính quyền như thế nào, quan hệ được với lại các tổ chức tài chính để mà có hỗ trợ về nguồn lực như thế nào, thì có lẽ tập trung vào một số người có thể thành công được, và đó là những cái tỷ phú mà được đánh giá là hàng đầu Việt Nam hiện nay. Bây giờ có một cái cụm từ mới ở trong xã hội Việt Nam, đó là tham nhũng chính sách. Liệu có cái sự tham nhũng chính sách ở đó không? Thì chắc là cả hai ông Trần Quốc Quân và Nguyễn Quang A đều nghe nói về cái trường hợp này rồi. Thì bây giờ ông Nga xin hỏi ông Quang ạ, tức là ông nghĩ thế nào về cái cáo giác của nhiều người trong xã hội nói rằng là làm bất động sản là phải tham gia vào cái sự tham nhũng chính sách đó ạ? Tôi nghĩ rằng cái từ tham nhũng chính sách đấy nó cũng có một phần nào đấy đúng, nhưng mà tôi không tán thành cái thuật ngữ đó. Dạ. Cái này là có một sự cấu kết của giới tài phiệt và chính quyền, và họ vặn cái chính sách làm sao có lợi nhất cho họ. Có thể nói đây là một cái hiện tượng vô cùng xấu xa của chủ nghĩa tư bản thân hữu, rất đáng tiếc. Và một cái trớ trêu là Đảng Cộng sản Việt Nam là một cái người gọi là rêu rao về chuyện công bình, về chuyện bình đẳng xã hội, nhưng mà họ lại là cái người mà tạo điều kiện cho các nhà tài phiệt lũng đoạn, để có thể lũng đoạn đến chính sách của nhà nước và làm lợi cho cả hai bên. Cả hai bên đây là cho các nhà tài phiệt và một số quan chức nhà nước. Và tôi hơi lạ với cái câu hỏi của ông thủ tướng, đương kim thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, là ai cho phép xây dựng cái tòa nhà 50 tầng ở Giảng Võ? Ông ấy lúc đó ông ấy đang là một gọi là phó thủ tướng, mà ông ấy kêu là ông ấy là phó thủ tướng thường trực. Thế thì ông phải hỏi xem là phó thủ tướng thường trực cái lúc đấy là ai mà không biết. Tôi nghĩ rằng cái đáng lên án là lên án những người đương chức đương quyền. Còn bản thân các cái doanh nghiệp họ chạy theo lợi nhuận, chúng ta đừng đòi hỏi họ, bảo rằng họ phải có đạo đức, họ phải thế này thế kia, vì họ chạy theo lợi nhuận. Và nếu mà họ có thể lũng đoạn được, họ có thể mua chuộc được cái giới quan chức thì họ sẵn sàng làm. Và cái điều đáng chê trách nhất là cái thể chế này, cái chế độ này, các cái quan chức này, nó đã tạo điều kiện cho cái sự lũng đoạn chính sách như thế. Và cái đó thì một số người gọi rằng tham nhũng chính sách. Ông có nghe những cái giải thích vừa rồi của thiền sĩ Quang A đó, thì không hiểu là trên thế giới, thí dụ như là hay là ở Ba Lan nơi mà ông sinh sống, hay ở châu Âu chẳng hạn, thì cái việc mà tạm gọi là tham nhũng chính sách hay là mua chuộc rồi lobby chính sách để làm giàu thì nó có xảy ra không, có phổ biến không ạ? Ở Ba Lan thì tôi chính là một trong những cái người đầu tư về bất động sản ở Ba Lan. Thì ở Ba Lan nó rất rõ ràng về sở hữu đất đai và sử dụng đất đai, chứ lại không có nhập nhèm. Đấy, chúng tôi xây đô thị hay chúng tôi xây dựng trung tâm thương mại thì là chúng tôi phải bỏ tiền ra mua đất chứ không phải có thuê. Đấy, chúng tôi mua đất tiền bất động sản đất của nông dân, của những người có sở hữu, và chúng tôi trả theo đúng giá thị trường. Đấy, chúng tôi không có cái sự lobby đấy. Mà ngay ngày xưa cách đây 20 năm thì tôi nghĩ rằng là cái điều đó ở Ba Lan cũng rất là hiếm, bởi vì sở hữu đất đai ở Ba Lan chủ yếu là do tư nhân, cho nên là sẽ không có cái việc mà thông đồng giữa quan chức tận dụng cái quyền sử dụng đất đai, gọi là quyền của toàn dân để mà tư lợi riêng. Cái đấy là cái khác, điểm khác biệt giữa các nước phương Tây với lại Việt Nam.
Thế nhưng mà bây giờ thì chúng ta đã có tỷ phú rồi, chúng ta đã có những người giàu rồi, chúng ta đã có những cái khối tài sản mà chúng ta rất là ngưỡng mộ ở Việt Nam rồi. Thì bây giờ hãy bàn tới cái gọi là chất lượng của những khối tài sản đó. Thì hôm trước Hồng Nga có đọc được nhận xét của một người là tiến sĩ Lê Đăng Doanh như thế này. Tức là tỷ phú Việt Nam là những người khôn ngoan trong tạo các mối quan hệ với giới quyền lực để chia sẻ địa tô, tức là chênh lệch giá đất, khai sản khoáng sản, đốn gỗ phá rừng. Họ giàu lên rất nhanh, thế nhưng mà không có bằng sáng chế phát minh, không có đóng góp gì vào công nghệ. Năng lực cạnh tranh quốc tế của họ thì cũng rất là hạn chế. Họ là sản phẩm của thể chế này, của chủ nghĩa tư bản thân hữu và cũng là chủ nghĩa tư bản hoang dã. Thì không hiểu là hai ông nghĩ thế nào ạ? Tiến sĩ Quang Nga có đồng ý với cả lời nhận xét vừa rồi không ạ? Tôi hoàn toàn đồng ý với cái nhận xét của anh Lê Đăng Doanh. Tôi chỉ muốn nói thêm rằng ở một nước lạc hậu kém phát triển như ở Việt Nam mà chúng ta mong rằng có những người gọi là bằng cái óc sáng tạo của mình, bằng cái công nghệ do mình phát minh ra để giàu lên thì không có, không, tôi nghĩ rằng vài chục năm nữa cũng sẽ không có. Và những người giàu thì chủ yếu còn còn rất là nhiều người mà tôi nghe thấy thì cũng chủ yếu là tận dụng được cái địa tô đấy, tức là cái sự chênh lệch giữa cái giá mà anh Danh đã nói đến ở Việt Nam. Đấy là một cái điều rất là đáng tiếc. Tôi đã nói rằng tôi rất là mừng cho rất nhiều người giàu lên và mừng cho các cái tỷ phú, nhưng mà tôi rất rất là e ngại về cái chính sách của chính quyền để tạo ra những cái kẽ hở, tạo ra những cái cơ hội mà rất rất là không bình đẳng cho mọi người. Và cái sự ồn ào ở trong dư luận, nhất là trong mạng xã hội, chủ yếu người ta bực dọc về cái sự bất công đó, chứ có lẽ cũng không phải là người ta kêu ca gì về về những cái nhà giàu đấy đâu.